Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm hoa hồng xoắn giấy. Thực ra không phải là hoa hồng xoắn giấy. Hoa hồng xoắn, cứ gọi là hoa hồng xoắn to đi nhá. Đây là cái lọ hoa mẫu mình vừa mới làm xong. Các bạn có nhìn thấy ứng dụng là mình sẽ cắm vào cái lọ. Nó là xinh như thế này. Lát nữa thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trang trí như thế này nhá. Đây, mình sẽ gần vào cho các bạn có thể nhìn thấy hoa. Đó. Xoắn to. Đây, nhìn xa các bạn sẽ được cái lọ hoa như thế này. Các bạn có thể để trên bàn làm việc, bàn học hoặc là đem tặng cũng rất là ý nghĩa nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu làm với những nguyên liệu đơn giản, dễ làm. Nguyên liệu chính thì các bạn chuẩn bị cho mình những nguyên liệu như sau. Thì chỉ có giấy nhún thôi. Giấy nhún thì các bạn tùy chọn màu sắc kết hợp. Theo mình thì mình kết hợp 3 màu ở đây. Thì theo mình thì nó nhìn khá đẹp. Còn tùy các bạn nhé. Thì ở đây mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn hai bông với kích thước như thế này. Kích thước thì các bạn có thể tùy chọn. Kích thước ở đây mình làm sẽ là 90 x 9 cm. Các bạn làm nhỏ hơn thì làm 70 hoặc 60 hoặc 80, tùy ý. Tuy nhiên thì cái kích thước 9 cm này thì các bạn giữ nguyên nhé. Tại vì là đến lúc cuốn băng keo sáp ấy, thì cái phần đài của hoa nó sẽ dễ cuốn hơn là cái phần. Nếu các bạn làm ngắn hơn thì rất là khó cuốn băng keo sáp, rất dễ bị tuột ra ấy. Tiếp nữa là kẽm cành. Đây là kẽm nhựa, mình dùng kẽm nhỏ vì nhà mình hết kẽm to rồi. Mình sẽ, các bạn nếu làm hoa hồng thì các bạn có thể làm kẽm to hơn, hoặc là các bạn lượn giấy vào cho nó nhé. Chỉ buộc, thực ra đây là chỉ khâu, nhưng mà mình lâu rồi không làm hoa cho nên là nhà cũng không còn đồ chuyên dụng nên mình dùng tạm chỉ này nhé. Băng keo sáp màu xanh, các bạn có thể dùng màu đậm hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm nhé. Ngoài ra thì còn một số nguyên liệu nữa như là dây di băng chẳng hạn. Dây di băng hoặc và cái lọ cắm hoa. Đây là lọ thủy tinh như thế này. Các bạn có thể ứng dụng tùy ý, là các bạn có thể bó hoặc là cắm nhé. Lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắm. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng giấy nhún. Kích thước 90 x 90 cm. Các bạn kéo giãn hết cỡ rồi nhé. Vì là kích thước 90 nên là bông hoa khá là to mà lại còn kéo giãn nữa thì rất là. Các bạn dùng mặt trái này. Đây là mặt phải nhé. Đây là mặt trái. Các bạn làm gần như tương tự với hoa hồng xoắn giấy, nhưng mà các bạn không xoắn này. Đây các bạn sẽ gấp một hình tam giác như thế này. Bước đầu tiên thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn hai đốt ngón tay một chút. Tiếp theo này, các bạn sẽ gấp một đường gần như là vuông góc. Các bạn có thể gấp thế này hoặc gấp thế này đều được nhé. Mình thì mình quen gấp vuông góc cho các bạn dễ hình dung. Thì cái độ dài của cái này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng hai đốt ngón tay như thế này. Ngón tay mình hơi xấu. Đó, các bạn có thể dễ hình dung này. Sau đó thì các bạn lật đường vuông góc. Các bạn nhìn để ý nhá. Nhìn nó sẽ có cái đường gập ở đây này. Các bạn sẽ lật nó gần như là vuông góc với nó. Hoặc các bạn có thể lật chéo. Đây, lật chéo sao cho cái mép này nó thẳng như này. Đây các bạn.
lật như thế này. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lật như này cho dễ. Lật sao cho cái đường này nó vuông góc với cái hình tam giác mà bạn vừa gấp. Đây mình sẽ nói lại ở cái bước tiếp theo nhé. Cũng gấp một đường, một hình tam giác, hạ một đường vuông góc. Các bạn sẽ làm khoảng hai đốt ngón tay. Đây. Ok. Rồi sau đó các bạn gấp một đường. Vuông góc về cái đường mình vừa hạ. Ok. Này, mặt sau các bạn dùng tay ấn chặt nó xuống. Nhá. Tiếp theo lại hạ một đường. Những cái phần dưới này thì các bạn cứ kệ nó nhá. Rồi các bạn cứ dùng tay ấn chặt xuống là được. Để cho các nếp gấp nó không bị rời ra. Tiếp này. Đây như các bạn nhìn nhá. Đó, mặt sau nó sẽ như thế này. Ok chưa? Thì mình sẽ làm chậm ở cái clip này thì mình sẽ không làm cái hoa này nữa nhé. Hoặc là lát nữa nếu còn thời gian thì mình sẽ hướng dẫn. Hạ một đường. Các bạn dùng tay, nên dùng tay miết ở cái phần này để lát nữa khi mà gấp cánh hoa cuốn vào ấy thì các bạn sẽ không phải mất cái công đoạn mà vuốt lại lần nữa nhé. Hạ đường vuông góc. Vuông góc. Các bạn nhớ cái quy tắc để làm thì các bạn cứ nhớ là vuông góc và vuông góc. Hạ đường vuông góc này, hai đốt ngón tay, chiều dài khoảng hai đốt ngón tay, hạ đường vuông góc với cái đường mà mình vừa, nó cũng là tương đối thôi, tuy nhiên thì cách này thì sẽ cho các bạn dễ nhớ hơn khi các bạn gấp nhé. Lưu ý là các bạn đừng gấp với khoảng cách là một hạ đường vuông góc, đường hạ một cái đường khoảng một đốt ngón tay như thế này, tại vì cái hoa này là mình không xoắn cho nên là lát nữa thì cái phần này nó sẽ dễ bị như nào nhỉ, lộ ra. Ôi, bí từ. Tiếp đây, mặt sau các bạn dùng tay, dùng hai ba ngón còn lại các bạn ấn cho nó chặt nhá. Lâu rồi mình không làm hoa cho nên là khá là nhiều bạn vào yêu cầu mình và hỏi mình làm hoa, nên là thời gian gần đây mình khá là bận cho bên sách vải, cũng không có nhiều thời gian để làm ấy, các bạn thông cảm nhé. Hơn nữa là có một vấn đề là mình không bán nguyên liệu để làm nhé, mình chỉ hướng dẫn các bạn thôi. Nhiều bạn cũng có inbox vào page và hỏi mình là mua nguyên liệu ấy. Với cả nhiều bạn cũng comment trên YouTube. Tuy nhiên thì mình không có thời gian. Và mình hiện tại thì mình chưa bán. Khi nào bán thì mình sẽ thông báo với các bạn ấy. Còn các bạn nào mà ở Hà Nội ấy, muốn mua các nguyên liệu này thì các bạn qua chợ xanh này, tầng 2 chợ xanh khu vực Cầu Giấy có này, hoặc là các hiệu sách, cũng có một số vài hiệu sách, một vài hiệu sách bán ấy. Còn ở khu xa hơn thì các bạn có thể lên Hàng Mã, hoặc là ra chỗ khu vực gần Đại học Y ấy, gần bệnh viện Đại học Y ấy, chỗ Tôn Thất Tùng A8, gọi là A8, ở đây bán khá là nhiều và phong phú. Các bạn có thể mua được giấy, cơ bản là giấy và kẽm. Đó, sau khi chúng ta gấp xong thì chúng ta sẽ được cái các bạn nhẹ nhàng thôi, bởi vì nó rất dễ là tuột ra. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái kẽm này để chúng ta cuốn lại nhé, ở phần cuối này.
các bạn dùng cái kìm cái gì đấy thì các bạn uốn cong một đầu với cái kẽm này lại để không dễ bị tuột ra nhé. Vì mình làm nhiều mà mình lười uốn cong cái thanh kẽm này lại nên là nó hay bị tuột ra. Các bạn đặt vào đây, các bạn cuốn này. Vừa cuốn thì các bạn dùng tay ép chặt cái phần cánh này xuống để cho cánh hoa nó được đẹp hơn nhé. Các bạn cứ cuốn tròn ở phần búp bên trong đầu tiên thì các bạn nên cuốn nó chặt một chút, còn về sau thì các bạn lỏng tay ra. Đây, vừa cuốn này, các bạn vừa dùng tay để ấn để tạo thành cái lớp đài dài một chút. Đây, 1/2 nhé. Vừa cuốn vừa dùng tay. Mình sẽ làm chậm thôi, có nhiều bạn nói là sao chị làm chậm quá. Thì mình nghĩ là mình vừa làm để cho các bạn vừa có thể theo kịp cái tiến độ làm của mình ấy. Chứ làm nhanh quá thì mình có thể hoàn toàn có thể tua dùng cái hiệu ứng nhanh ấy. Tuy nhiên là như thế thì nhiều bạn mới làm thì rất là khó có thể bắt kịp. Mình sẽ quay cái mặt sau cho các bạn dễ nhìn nhé. Mình đang bật đèn, không biết là có lóa có không. Nhưng mà để này thì hơi tối đó. Sau khi cuốn xong, chúng ta sẽ được cái bông hoa có hình dạng kiểu như thế này. Thì nhìn nó vẫn chưa được đẹp lắm đúng không? Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn dùng tay này hơi nới rộng cái cánh hoa ra một chút. Khéo léo bóp chặt cái phần đầu cánh hoa, vì mình đã gấp hai nếp gấp giấy vào với nhau ấy, chỉ cho cái cánh hoa nó được đẹp hơn. Thì các bạn dùng tay để hơi đẩy. Nếu như các bạn mà hơi dùng khó dùng tay thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái cách này, là dùng cái đầu thìa này, các bạn tạo một cái đường đi cho cánh hoa như thế này. Ôi trời, đây như thế này. Đó. Thì các bạn dùng tay nhé, dùng tay hoặc là dùng thìa đều được. Các bạn cuốn lại. Là các bạn được một bông hoa. Ôi, các bạn dùng chỉ để buộc lại thôi. Chỉ này buộc hơi bị đau tay một chút, vì nó không phải là chỉ chuyên để. Nhưng các bạn nào cố gắng, nếu mà mua được cái chỉ buộc ấy thì sẽ tốt hơn nhé. Cái hoa này thì mình sẽ không hướng dẫn các bạn làm đài, còn bạn nào muốn làm đài thì có thể xem lại cái clip hoa hồng xoắn giấy hoặc hoa hồng ghép cánh của mình nhé. Thì sẽ đã có hướng dẫn rồi, nhưng mà mình thì tiết kiệm thời gian thì máy mình cũng không còn nhiều dung lượng. Quay vào buổi chiều nó khá là ồn vì ngoài kia là cái sân vui chơi. Cuối cùng thì các bạn cuốn cho mình cái băng keo sáp nhé.
Các bạn thấy chưa? Mình để 9 cm mà cái đài nó còn thấp như thế này. Nếu bạn muốn làm cái nó dễ hơn thì các bạn có thể để 10 cm nhá. Đó. Sau khi cuốn chúng ta sẽ được bông hoa như thế này. Các bạn làm tương tự để làm thêm được nhiều bông hoa khác nữa nhé. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái món đồ chơi Domino, hay còn gọi là Domino chính này. Cái nguyên liệu chính của cái món đồ chơi này chính là những cái tấm nhỏ có kích thước như này, bằng gỗ. Ở đây với một cái hộp đồ chơi như này, chúng ta nhìn thấy gồm có tổng cộng là 120 quân Domino. Trong đó có 10 màu sắc khác nhau, như ở trong cái này có màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu xanh, da cam, hai màu xanh, màu hồng, xanh lá cây và màu nâu, đúng không? Về màu sắc của nó thì tương đối là tươi sáng và rất là đẹp. Chúng ta nhìn thấy màu sắc nó rất là đẹp. Cách chơi của cái món đồ chơi này thì tương đối đơn giản. Cái phần chính của cái trò chơi này chính là xếp cho các quân có thể đổ chỉ với một động tác đầu tiên duy nhất là gạt gạt tay. Nó sẽ đổ theo một cái dây chuyền như này. Trò chơi này rất phù hợp với cả người lớn lẫn trẻ em. Nó rèn luyện cái tính kiên trì này, cộng với cả sự sáng tạo. Chúng ta có thể xem ở trên các kênh YouTube cũng như là trên cái bài viết ở cái link phía dưới này. Tôi có để cái đường link, các bạn nhìn thấy rằng trên thế giới lập ra rất nhiều kỷ lục về cái trò chơi này, chúng ta có thể tham khảo. Về giá của cái món đồ chơi này thì rất là phù hợp. Hiện nay giá trên thị trường của nó là 145.000 cho một cái bộ như này. Hiện tại chúng tôi có bán những cái bộ như này với giá chỉ 120.000. Đặc biệt hơn nữa, với những bạn mà mua số lượng lớn thì cái giá của nó còn tốt hơn rất là nhiều. Như sau, với những bạn mà mua cái món đồ chơi này cùng với cả những cuốn sách vải của chúng tôi thì cái giá của nó chỉ còn là 100.000 đồng. Với những bạn mà mua ba bộ như này, một bộ là gồm 120 quân, ba bộ chúng ta có 360 quân Domino với 10 màu sắc, đúng không ạ? Ba bộ giá chỉ còn 100.000, nếu ta mua 10 bộ trở lên giá chỉ còn 90.000, và 20 bộ trở lên 80.000. Với những bạn mà có nhu cầu mua cao hơn nữa thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo cái số điện thoại chúng tôi hiện trên màn hình nhé. Rồi cuối cùng thì hãy nhanh tay đặt hàng món đồ chơi như này. Xin chào và hẹn gặp lại. Sau khi các bạn làm xong thì các bạn làm thêm nhiều bông hoa với màu sắc khác nhau như thế này. Đây. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ứng dụng với cái bông hoa này nhé. Một là các bạn có thể dùng để bó, thì hoặc là hai là các bạn dùng để cắm vào các lọ như thế này. Cái lọ này mình thấy bán khá nhiều ấy, nó cũng không to lắm đâu, một cách nó chỉ tầm dài như thế này thôi. Các bạn mua có mười mấy nghìn đó. Các bạn tìm mua nó có cái nắp, lọ là có cái nắp như thế này này, có thể dùng đựng đồ ăn, hoặc là các bạn có thể dùng các lọ như kiểu là như nào để mình tìm xem lọ giống như các lọ đựng như là muối cà hay là ngô bao tử ở trong siêu thị ấy. Đấy. Có thể tận dụng lại cái lọ đấy để dùng làm lọ hoa nhé. Tiếp theo là các bạn dùng chuẩn bị nơ hoặc là duy băng, okay. Loại nào cũng được. Súng bắn keo này hơi bẩn đây. Trước tiên thì chúng ta sẽ làm cái vòng quanh lọ như thế này. Các bạn cắt một cái đoạn duy băng hoặc nơ
đoạn duy băng có đường kính bằng cái lọ như này nhá. Rồi các bạn dùng keo để dán lại. Đau quá. Tiếp theo chúng ta sẽ làm nơ. Các bạn cắt đoạn duy băng dài hơn khoảng 2 găng tay, hình như là kích thước cũng bằng chiều dài. Gấp đôi nó lại, lấy trung tâm này đặt như thế này, đặt như thế này. Các bạn dùng keo hơi cố định lại một chút, hoặc là dùng kim chỉ đều được nhé. Còn đoạn duy băng còn lại thì chúng ta gấp nó nhỏ lại, cắt ngắn đi. Chúng ta chỉ làm một vòng quanh đây thôi nhé, chúng ta sẽ cắt ngắn đi khoảng tầm này. Đây, cắt thêm mấy nơ cho nó xinh. Mình tham gia ở đây. Tiếp theo cuối cùng chúng ta sẽ gắn vào cái phần mà tiếp giáp hai lớp mình vừa cắt xong nhá. Mình bây giờ dán xong ạ. Đây, cắt đi. Vài thao tác đơn giản thì chúng ta đã được một chiếc lọ khá là xinh xắn như thế này. Giờ chúng ta sẽ cắm hoa, thì cắm hoa dễ lắm, các bạn cứ tùy ý cắm thôi. Cứ so le các màu là được nhá, cũng không nhất thiết là phải cắm đâu mẫu nào cả, vì mình cũng thực ra là mình cũng không biết cắm hoa. Chúng ta cắm đại đi, cắm vòng tròn bên ngoài trước này, sau đó chúng ta sẽ cắm bên trong từ so le các màu này được. Này hơi thấp nhỉ, mình cắt cái kẽm nó không đều. Các bạn cũng lúc mà cắm thì các bạn cũng không cần phải cắt đều đâu, bởi vì cắt đều thì đến lúc cắm thì các bông hoa nó không có nhiều độ cao thấp khác nhau ấy. Đều chưa nhỏ. Đây là bông màu hồng đó, để lại là như thế. Thử cắm đại luôn. Cho một bông màu tím vào đây cho đặc sắc.
mình quay buổi tối nên nó khá là xấu. Do là quay từ trên xuống dưới như thế này thì nhìn nó sẽ không ra được cái hoa. Mình sẽ quay như thế này để các bạn nhìn thấy nhé. Đây là thành phẩm mà chúng ta làm xong. Chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip hướng dẫn lần sau. Nhớ subscribe nha.